Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel của mình. Trong video của ngày hôm nay mình chia sẻ với bạn một cái dự án khá là ngon và dự án tiềm năng. Thì đây là một cái hệ sinh thái là Metaverse và kết nối với những là ngôi sao trong là trò chơi đấy. Thì hiện tại bên phía dự án thì đang cho mình là nhận cái điểm GG bằng cách là đăng nhập mỗi ngày, gọi là cường nem đấy. Thì dự án này đã có một cái đồng token là KCAL này, đã là list ở trên sàn là CoinGecko, và ngoài ra đã là list ở trên sàn là OKX, và cái giá hiện tại của nó là 1.65 đô. Và đây là cái trang chính thức ở bên phía là dự án. Thì trong cái sự kiện này thì mình cũng không biết là cái điểm GG khi mà bạn đăng nhập vào Kernel đấy thì sau này sẽ là đổi cho mình sang cái đồng là KCAL này, hay là đổi sang chính là cái điểm GG này là một cái đồng token trên cái dự án này họ là phát hành nhá. Và trên cái trang chính thức của bên phía dự án thì cũng có rất nhiều những cái sự kiện airdrop ở trên Twitter. Cách đây là 12 giờ trước cũng có một cái sự kiện là nhận 100.000 đô la nhá. Và dự án này khá đơn giản thôi, các bạn chỉ cần là đăng ký một cái tài khoản, và tiếp theo nữa thì mình sẽ đăng nhập mỗi ngày, mình nhận được là 5 cái điểm GG. Khi mà các bạn đăng ký mình sẽ nhận là 10 điểm, và mình đăng nhập mình nhận là 5 điểm, và tiếp theo nữa thì mỗi một lượt giới thiệu cộng thêm là 3 điểm mỗi ngày. Và tiếp theo nữa ở cái mục là liên kết ví thì nó sẽ cho mình là thêm 5 điểm khi mà mình liên kết ví đây. Tổng cộng là các bạn sẽ có là kernel được mỗi ngày 5 này. Cái mục liên kết ví thì nó cũng là bonus cho mình. Tiếp theo nữa thì các bạn giới thiệu thì được cộng thêm với bạn là 3 cái điểm này khi mà bạn giới thiệu một người đấy nhá. Và trước khi mà hướng dẫn bạn tham gia cái dự án mình kiếm cái điểm là GG này thì mình nói qua một chút là cái dự án cái ví mà An Crypto Wallet. Thì hôm trước mình có cập nhật bạn về cái sự kiện mà cái số điểm bị mất, thì mình có gửi bạn một cái đường link ở trên cái tab cộng đồng cho bạn điền form để mình nhận cái đồng token là AWT. Nhưng mà hiện tại hôm nay thì dự án đã là sửa chữa xong cái bản mà cập nhật đấy, thì họ đã là tự động và trả cho mình cái số điểm là AWT về chính thức ở trên cái ví, và về luôn cái ví là blockchain. Nên là lúc này các bạn có thể là đăng nhập vào ví, mình check cái điểm là AWT này, và nó về luôn cái ví ở trên ví blockchain, nên là các bạn có hoàn toàn đấy là mình có thể là chuyển qua lại giữa các ví cái đồng là AWT. Và để chuyển qua được nó chạy trên cái BEP 20 thì các bạn cần phải có một xíu cái đồng là BNB đấy, thì là phí gas thì các bạn mới là chuyển ví này sang ví kia được. Thì đây cũng là một cái sự kiện khá là ngon, nên là bạn nào mà chưa tham gia đấy thì các bạn xem lại cái video trước đây của mình để đường link đây cho bạn ấy bạn xem. Thì cũng có thể về tương lai thì cái đồng là AWT này nó cũng thể là phát triển và nó có giá trị như đồng là TWT ở trên ví chất Wallet. Còn bây giờ mình chuyển sang cái sự kiện video chính ngày hôm nay, mình hướng dẫn bạn là đăng ký tài khoản mình sẽ là kernel cái điểm GG mỗi ngày. Và đây là cái trang chính của dự án, thì bên dưới sẽ là mô phỏng với những cái ngôi sao hàng đầu trên là thế giới về là thể thao đấy. Và bên dưới thì mô phỏng về cách thì mình đăng ký và mình kiếm cái điểm là GG. Và cái ô bên này thì nói về là số kiếm cái đồng token là KCAL. Thì cái phần là số này thì hiện tại thì mình cũng chưa nghiên cứu tham gia đâu, và mình chỉ là tham gia kiếm cái điểm là GG. Còn bên này là một cái tính năng mình thấy là sắp ra mắt, mình cũng chưa biết là tính năng gì. Tiếp theo bên dưới này mô phỏng về cái Metaverse và có cơ sở người dùng là 23 triệu, cơ sở người dùng 12 triệu và cơ sở người dùng là 10,3 triệu nhé. Và bên trên thì là cái trang là chính thức của dự án trên là Twitter. Nếu như bạn nào mà chưa follow thì bạn có thể là vào đây bạn follow dự án và cập nhật những cái tin tức hay là những cái sự kiện mà airdrop mà dự án đưa lên đây. Còn bây giờ mình sẽ là hướng dẫn bạn đăng ký để các bạn tham gia mình kernel cái điểm GG mỗi ngày. Ở đây mình cần phải là đăng xuất ra ngoài. Và để tham gia dự án này thì các bạn sẽ lấy đường link để bên dưới phần là mô tả nhé, và bên dưới phần là bình luận. Xong rồi các bạn sẽ là ghi cái email mà bạn muốn là đăng ký tham gia vào đây. Sau khi mà bạn ghi xong mail thì bạn bấm là gửi mã, thì hệ thống sẽ gửi cho bạn một cái mã code về mail nhé, bao gồm là 6 cái ký tự. Các bạn sẽ là đăng nhập vào mail. Trường hợp mà các bạn đợi lâu quá không nhận được mã thì bấm là nhập cái mã này để mà dự án ấy gửi về. Thì ở đây là mình nhận được cái code mà dự án là gửi về rồi, thì mình sẽ là copy code này. Đăng xuất và đăng nhập nó giống nhau nhé, các bạn làm đúng như vậy nhé. Các bạn sẽ là dán cái mã code vào đây. Các bạn nhìn thấy bên dưới là đăng tải này. Rồi như vậy mình đã đăng nhập bên trong. Và như vậy mỗi lần các bạn đăng xuất và đăng nhập thì các bạn đều làm như vậy. Như vậy trên dự án này các bạn chỉ cần là đăng ký tài khoản và mình sẽ là đăng nhập hàng ngày, mình nhận cái điểm GG.
Và tiếp theo ở cái mục là liên kết ví này thì nếu như bạn nào mà đang dùng ở trên điện thoại đấy thì các bạn sao chép cái liên kết này nhá. Tức là các bạn sẽ là copy cái đường link này, các bạn đăng nhập vào cái ví là MetaMask thì ở trên cái điện thoại các bạn cần phải là như vậy. Trên điện thoại các bạn cần phải bấm vào cái trình duyệt và bạn dán cái đường link này vào thì bạn mới là kết nối ví được. Còn đối với bạn nào mà làm trên máy tính thì bạn bấm vào liên kết này, tham gia airdrop thì bạn cũng là nên là sử dụng cho mình những cái ví phụ nhé. Các bạn chọn là Connect Wallet ở đây, mình sẽ là kết nối ví MetaMask. Thôi mình cứ chọn là cái ví trên cái ví chính của mình đi. Các bạn nên là sử dụng ví phụ nhé. Rồi sau khi bạn chọn là cái ví nào muốn là liên kết thì các bạn sẽ bấm là kết nối ở đây. Thì mình chờ một chút nhé. Và đây là cái tên mạng nó này, Step Network này. Đây là cái URL này, mã chuỗi nhé. Mã chuỗi này. Và đây là cái ký hiệu nó nhé. Thì bạn nào mà trên điện thoại thì các bạn sẽ là bấm vào cái phần là trình duyệt và mình sẽ là dán cái đường link này vào để mình thêm mạng và kết nối ví. Còn ở trên máy tính thì bạn làm y như mình là được. Ở đây mình bấm là phê duyệt ở đây. Các bạn cần bấm vào chuyển mạng này. Nó yêu cầu mình là dùng sang cái mạng là Step Network này nhé. Mình sẽ là bấm vào đây. Rồi như vậy sau khi mà các bạn là liên kết ví xong thì bên dưới này nó hiện luôn cái mã ví của mình ở đây. Và cái mã ví này sau này mà dự án mà đổi cho mình cái điểm QR mà cho mình rút ấy cũng thể là mình sẽ là rút về theo mã ví mà các bạn liên kết ở đây. Và tiếp theo thì bạn sẽ là sao chép liên kết để đi giới thiệu bạn bè, mình sẽ nhận thêm là 3 cái điểm GG mỗi ngày nhé. Và như vậy mình đã là chia sẻ bạn là cơ nem cái điểm GG cũng như là đã là cập nhật lại cho bạn về cái sự kiện là ví en crypto wallet cho mình là nhận cái đồng là AWT hoàn toàn miễn phí. Thì đây cũng là một cái dự án ví rất là tiềm năng, nếu như sau này cái đồng là AWT này nó mà phát triển như đồng là TWT trên ví chớt thì các bạn cũng nhận được khá nhiều tiền từ cái sự kiện ví này. Và giờ mình chuyển sang phần là quay thưởng cho bạn ở cái video trước. Bạn đầu tiên là bạn là Võ Đoàn Kiệt nhé, chúc mừng bạn. Bạn thứ hai là NVDMMO nhé, chúc mừng bạn nhé. Thì hai bạn liên hệ mình qua Zalo và gửi cho mình cái mã ví TRX thì mình trả thưởng. Và về cái quay thưởng này thì mình cũng nhận thấy là có rất nhiều bạn thì theo dõi kênh mình lâu rồi ấy, mà chưa lần nào trúng, và cũng có những cái bạn thì trúng rất nhiều lần. Thì mình cũng đang tính là cứ cái video này mình sẽ là quay bằng cái phần mềm này, và video sau thì mình lại lấy ra trực tiếp cái comment của bạn ở trên video. Mình sẽ tìm những cái bạn nào mà có những cái bình luận hay và những bạn nào mà chưa lần nào trúng thì mình sẽ là tặng em vườn nhé. Thì không biết là các bạn thấy có được không thì các bạn cứ để lại cái nhận xét bên dưới phần là mô tả nhé. Vì cái vòng quay này thì mình cũng nhận thấy đấy, có rất nhiều bạn này quay hay bị bệt, trúng khá nhiều lần, và có những bạn này quay nó lại không trúng nhé. Và như vậy hai bạn liên hệ mình qua Zalo và gửi cho mình mã ví để mình trả thưởng, và mình cũng xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.